Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, em tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 2 tháng 8 năm 2020. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em có cập bến nhiều những mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú, anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em thì có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ siêu bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc là nhắn tin theo hai số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Và cái phí ship vận chuyển bên em thì hiện tại bên em có sử dụng cái phí bên vận chuyển mới với cái giá cước rất là hợp lý, nên là cô chú anh chị sẽ hết sức yên tâm cái giá cước mà bên em hiện tại đang sử dụng. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị những cái mặt hàng hiện tại bên em đang có. Thì hôm nay bên em còn có một số cái mặt hàng kg, những mặt hàng kg hôm nay em sẽ bán thanh lý xả hàng để em nhập cái lô hàng mới ạ. Trước tiên là dòng lan quế tím. Quế tím này thì cô chú anh chị có thể nhìn thấy là hàng vẫn còn rất là đẹp đấy ạ. Quế tím nhá, hàng còn lá xếp xinh, cây khá là to. Và dòng quế tím hàng hôm nay thì em sẽ bán với giá là 120.000 cho 1kg. Bình thường là giá 140.000, hàng hôm nay em sẽ để với giá rất là yêu thương để cô chú anh chị sưu tầm với giá giảm hết nấc luôn. 120.000 cho 1kg quế tím, một dòng hàng có hoa tím đẹp và thơm, rất là thơm. Và dáng hương đuôi sắc ạ. Những cây xếp vê quá xinh luôn này. Dáng hương đuôi sắc 120.000 cho 1kg. Và hải yến, dòng lan hải yến đây cô chú anh chị này. Đó, lan hải yến như vậy đấy ạ. Dòng lan hải yến hôm nay em sẽ chỉ bán còn với giá là 100.000 cho 1kg. Dòng hàng hoa tím một cách thanh khiết luôn, 100.000 cho 1kg, 1kg cô chú anh chị được rất nhiều luôn. Và bên này là dòng kiều vuông cánh trắng. Kiều vuông cánh trắng hôm nay thanh lý giảm giá sốc luôn. Đây cô chú anh chị này. Thực ra thì cái hàng này thì nó cũng không còn nhiều lá lắm đâu cô chú anh chị nhé. 150.000 cho 1kg luôn. Và cái ôm kiều vàng này, cái phần kiều vàng này lẫn một ít kiều vuông này cô chú anh chị này, cái chỗ cả lô này em bán 50.000 luôn cô chú anh chị này. Và cái chỗ vảy rồng này, đó, vảy rồng này thanh lý nốt 60.000 cho toàn bộ lô vảy rồng này, chắc phải đến tầm gần 1kg. Và giá hương bạch nhạn bình thường cân 150.000 đúng không ạ? Hôm nay thanh lý xả luôn với giá 130.000 cho 1kg. Và dáng hương tam bảo sắc đây, dáng hương tam bảo sắc vẫn còn rất là đẹp như thế này. Đó, thanh lý xả luôn với giá 120.000 cho 1kg. Cô chú anh chị nhanh tay sưu tầm này. Và bên này là cái dòng đây, 50.000 cho một bó hoàng thảo nghệ tâm to uỳnh luôn ạ. Cô chú anh chị nào lấy hai bó em để giá 90.000 cho lô nghệ tâm này. Và tiếp theo sang bên này là dòng lan thạch hộc tía. Một loại lan, một vị thuốc rất là quý, đáng sưu tầm cho mỗi gia đình đều nên có. Dòng lan thạch hộc tía này rất là nhiều đầu ngọn, cây trưởng thành, đến xuân có thể ra hoa. Một chậu như vậy em chỉ bán với giá là 100.000 cho một chậu thôi. Và cái dòng thạch hộc tía này thì cô chú anh chị có thể lên Google để biết về những cái tác dụng quá là tuyệt diệu của dòng thạch hộc tía này. Trước đây cái giá của nó, người ta mua để làm dược liệu ấy ạ, giá của nó lên khoảng tầm trên 3 triệu cho 1kg. Rất là đắt đỏ luôn, nhưng mà hiện tại thì người ta nhân giống được nhiều, nên là cái giá thì hiện tại nó rất là rẻ. Để cô chú anh chị ai cũng có thể sưu tầm cho mình một loại lan và một vị thuốc hết sức là quý giá luôn cho mỗi gia đình. Đấy, kể cả cô chú anh chị không chơi lan thì cũng đây cũng là một cái cây loại thuốc mà nên có cho mỗi gia đình ạ. Và tiếp theo bên này là em có những cái châu chậu gỗ này, hàng thuần chậu gỗ từ 3 cặp lá trở lên. Những châu chậu gỗ này thì đến Tết này có thể cho từ 2 cho đến 3 cặp, là 3 cái 1 cho đến 2 vòi hoa trở lên rồi. Đấy, cây thì rất là lớn rồi cô chú anh chị nhé, khoảng cách giữa hai tán lá trên 30 cm hết rồi. Đó. Và một chậu châu đẹp như thế này thì em xin phép chỉ bán với giá là 220.000 cho một cây châu như vậy thôi cô chú anh chị nhé. Và cây này thì về cô chú anh chị chăm là không phải lo nó rớt lá chân. Tại vì đây là cái hàng đã thuần sẵn rồi mà cây thì không lỗi lá mà cũng không bỏ lá chân luôn. Nên là về cô chú anh chị chăm là một đến sang năm luôn, đến sang năm thì nó có thể cho thêm hai cặp lá rưỡi nữa thì cô chú anh chị có một cái cây châu đẹp một cách rất là trọn vẹn luôn. Đấy. Cô chú anh chị nhìn kỹ cho em này, những cây châu rất là đẹp. Với giá xin nhắc lại chỉ 220.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 220.000 cho một chậu châu rất là đẹp luôn. Và tiếp theo bên này là những cái cây thiên nga.
đã và đang chuẩn bị cho nụ hết rồi. Trước tiên là dòng thiên nga xanh. Thiên nga xanh, dòng này là hàng này là chuẩn thiên nga cô chú anh chị nhé, chứ không phải là dòng cát tum. Dòng cát tum thì cây cũng rất là giống với thiên nga, nhưng mà khi mà sổ hoa thì nó không sẽ không phân biệt được màu sắc, mà nó chỉ có màu nâu vằn thôi. Còn cái hàng này nó sẽ chuẩn màu và độ bền của nó sẽ thường là nó sẽ bền hơn so với lại cát tum. Dòng thiên nga này thì nó sẽ hoa nó bền và thơm, rất là bền luôn cô chú anh chị nhé, màu sắc phân biệt rõ ràng, hoa cánh dày và bền hoa rất là đẹp. Đó. Và đây là cái dòng thiên nga xanh nhá. Xanh ngọc rất là đẹp luôn. Màu xanh ngọc rất là đẹp luôn. Và một chậu thiên nga xanh hàng đang nụ như vậy em bán với giá là 260.000, cây trưởng thành to và rất là đẹp luôn. Còn bên này là dòng thiên nga đỏ. Thiên nga đỏ ạ. Thiên nga đỏ hàng cũng đang nhú nụ hết rồi đấy ạ. Dòng thiên nga đỏ em cũng bán với giá là 260.000. Còn bên này đây là dòng thiên nga đen củ rất là to luôn. Và hàng này thì nó đang chuẩn bị có nụ thôi và chưa nứt hẳn nụ ra cô chú anh chị nhé. Đấy, với dòng thiên nga đen thì chưa nứt hẳn nụ ra, nhưng mà với dòng thiên nga đen cô chú anh chị tìm hiểu thì biết rồi, đây là một dòng thiên nga rất là hiếm. Và thiên nga đen thì em bán với giá 280.000 cho một chậu thiên nga đen đang chuẩn bị có nụ. Và dòng này thì thường là cô chú anh chị có thể tìm hiểu giá người ta bán là bình thường không rơi dưới 400.000 cho một chậu thiên nga đen rất là đẹp như thế này đâu, là một cái vẻ đẹp tượng trưng cho sự huyền bí và quyến rũ rất là tuyệt vời. Còn bên này là dòng lan trầm trắng ạ. Nói đến trầm trắng thì cô chú anh chị tưởng tượng là khi mà nở hoa màu trắng nuột, là trắng trắng nuột luôn cô chú anh chị nhé, không gợn tì vết luôn. Và ngoài ra thì hoa nó còn cánh bầu và rất là thơm luôn. Đây cô chú anh chị nhỉ, nhìn thân xanh lét luôn, không gợn một xíu nào ấy luôn cô chú anh chị này. Chuẩn trầm trắng luôn cô chú anh chị nhé. Và một chậu trầm trắng nó sẽ rơi vào khoảng tầm 2 thân. 2 thân thì nó sẽ dài đẹp như thế này cô chú anh chị này. Hiện tại sang xuân là được chơi hoa luôn nhé. Hoặc là có thể 3 thân thì nó sẽ ngắn hơn. Và một chậu trầm trắng hôm nay em sẽ chỉ bán với giá là 180.000 cho một chậu thôi. Bình thường cái lô trước về là em đều bán 200.000 đấy ạ. Mà lô hôm nay chỉ với giá 180.000 cho một chậu thôi nhé. Rồi tiếp theo bên này là em còn có một số chậu giả hạc pháp. Cái chậu giả hạc pháp này trước đây nhiều thân hơn thì em bán 130. Hàng hôm nay nó khoảng tầm 3 thân. Tầm 3 thân như thế này thôi, thanh lý nốt 50.000, à 60.000 cho một chậu đi. Đó, 60.000 cho một chậu giả hạc pháp đi. Và bên này là dòng lan gì đây nhỉ? Vũ nữ cam lửa. Vũ nữ cam lửa hàng này cũng đã trưởng thành chuẩn bị cho nụ hoa nhá. Vũ nữ cam lửa 100.000 cho một chậu. Và bên này là dòng lan cát lai a. Dòng lan cát một lá. Và cái mặt hoa đây là một cái mặt hoa mẫu, không phải mặt hoa mẫu mà trong cái lô hàng này về thì đang có một cái bông nở. Cô chú anh chị khác nhìn thì cũng thẩm thì cũng sẽ thấy cái sự kết hợp rất là hài hòa trên một cái bông hoa. Mặc dù hoa thì cánh còn cánh mất nhưng mà vẫn còn rất là đẹp và thơm. Bền cái bông hoa này nó gần một tuần rồi cô chú anh chị nhé. Và một chậu cát le một lá, hàng hoa đại, bông hoa to kích cỡ trên 10 cm luôn. Thì nhiều giả hạnh như vậy em chỉ bán với giá là 110.000 cho một chậu thôi cô chú anh chị nhé. 110.000 cho một chậu căn lan cát như vậy đẹp. Rồi tiếp theo sau bên này sẽ là những cái phần dáng hương đuôi cáo hàng rời này, thêm những cái giò lan phần chơi hoa Tết và những cái phần phi điệp tím, hàng mặt hoa đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn nhé. Em xin phép được giới thiệu từ những cái hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị này. Trước tiên thì em có cái giò giả hạc pháp ạ. Dòng giả hạc pháp đây cô chú anh chị này. Giả hạc pháp là dòng hoa chơi Tết ạ, rất là nổi tiếng lâu nay rồi, bền hoa và rất là đẹp. Mà trước đây cái giá của nó khá là cao đấy cô chú anh chị. Hoa thơm, bền và rất là sai hoa, dễ thuần dễ chăm luôn. Hình số 1 cô chú anh chị nhìn cho em rất là nhiều thân đẹp như thế này, giá 400.000 cho giò giả hạc pháp số 1 ạ. Bình thường cái giò này như thế này trước đây chắc phải tầm 700-800.000 rồi cô chú anh chị nhá. Hiện tại thì còn giá 400.000 ạ. Tiếp theo là hình số 2, 360.000 cho hình số 2. Và hình số 3, giả hạc pháp số 3 đây. Giả hạc pháp số 3 này với giá 330.000. Đây có một cái thân dài nhưng mà nó hơi gập cái đoạn bên dưới này một tí nhá. Gập nhưng mà nó vẫn phát triển, đang đi ngọn rất là khỏe luôn. Nó gập lâu rồi đấy ạ, nhưng mà vẫn phát triển bình thường nhá. Hình tiếp theo là hình số 4. Đây, hình số 4 cô chú anh chị nhìn ạ, rất là xung xuê, cũng rất là nhiều thân như thế này. Hình này em bán 360.000. Và hình số 5, hình số 5 thì cô chú anh chị nhìn thấy là cái thân dài và rất là nù luôn, rất là mập khỏe luôn.
Hàng này thì cô chú anh chị chăm đến 1-2 năm nữa, dài cái độ dài kích cỡ của nó phải tầm 2 mét cho đến 2 mét rưỡi. Đấy, cái giò giả hạc Pháp này thì em bán với giá 360.000. Và tiếp theo là hình số 6, cũng 360 đấy ạ. Hình số 6 cũng 360 của chú anh chị nhé, cũng rất nhiều thân. Và hình số 7, số 7 350.000. À, số 7 350.000. Giả hạc Pháp số 8 này. Ôi, giả hạc Pháp số 8 này nó có hai mặt luôn cô chú anh chị này. Mặt dưới này tắc tầm gần 10 ngọn rồi, cả cái mặt dưới này cũng gần 10 ngọn nữa. Tổng cả hai cái giò này nó rơi vào gần 20 đầu ngọn. Gần 20 đầu ngọn luôn cô chú anh chị nhé. Giò này em bán 420.000. À, 440.000. Rồi tiếp theo là hình số 9. Giả hạc Pháp số 9 cũng thân rất là to đây ạ. Giò hạc Pháp 9 này em bán với giá là 380.000. Giò giả hạc Pháp 9. Giò hạc Pháp số 10. Giò hạc Pháp số 10 đây nhé cô chú anh chị nhé, cũng rất là sum suê luôn ạ. Đây ạ. Đây ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em, quá là sum suê luôn. Giò hạc Pháp số 10 450.000. Giò này thì nếu mà sát Tết mà đang nụ rồi thì không rơi dưới 800-900.000 đâu. Tiếp theo bên này sẽ là những cái giò trầm rồng đỏ. Cô chú anh chị quan sát thấy là hàng lá xếp, thân rất là to, nù, khỏe, hoa Tết cô chú anh chị nhá. Hàng này thì không chỉ chơi hoa mà nó còn chơi lá rất là tuyệt vời luôn. Dòng này hoa nở Tết màu đỏ, và thường người ta quan niệm với cái màu đỏ thì sẽ tạo ra cái cảm giác ấm cúng và cái sự may mắn cho cả một cái năm, lộc lá và sự may mắn cho cả một cái năm mới đấy ạ. Nên là hiện tại là người ta cũng đang rất là thích trưng trầm rồng đỏ. Trầm rồng đỏ trưng vừa đẹp lại còn vừa thơm. Đó, lại còn nói chung là nhiều cái mà mình cảm thấy là khi mà trưng cái giò trầm rồng đỏ này thì cảm giác cái nhà rất là ấm cúng luôn cô chú anh chị nhá, trong những ngày Tết đấy ạ. Nó có vừa có mùi hương, có màu đỏ, tạo cái không gian ấm áp và tạo cái cảm giác là may mắn cho năm mới đấy ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em cái giò này, nó có tất cả là 4 thân. 4 thân trầm rồng đỏ đẹp như thế này này. Giò này em xin phép bán với giá là 800.000. Trầm rồng đỏ số 11, à 750.000 chứ. 750.000 thôi cô chú anh chị nhá. Giò trầm rồng số 11, 750.000. Và giò trầm rồng số 12. Trầm rồng số 12 này thì có 2 thân. 2 thân này em bán với giá 420.000. Và giò tiếp theo là giò số 12A. Em có hai giò 12, 12 và 12A. Là giò 12A thì có một thân dài và một thân ngắn hơn đây cô chú anh chị này. Thân ngắn thì cũng đã phải dài từ trên 40 cm rồi, thân dài cũng phải tới trên 60 cm nhé. Em bán giò này 400.000. Và tiếp theo là hình số 13, hai thân xếp quá đẹp luôn. Đấy, hai thân quá là đẹp luôn như thế này. Cái giò này em bán với giá là 440.000 cho hình số 13A. À 13 và hình số 14. Hình số 14 này có 3 thân này cô chú anh chị này. Có 3 thân quá là nù tuyệt vời luôn. 3 thân này quá là đẹp luôn, đều tăm tắp luôn ạ. Đấy ạ. 3 thân quá đẹp nhá. Giò 3 thân rất là đẹp này em xin phép được bán với giá bao nhiêu nhỉ? Giò này em xin phép được bán với giá là 600. Giò này có 3 thân rất là đẹp. Nên là em sẽ bán với giá là 640.000 cho giò này nhé. Là giò số 14. Tiếp theo là giò số 15. Giò số 15, một thân dài khoảng tầm 60 cm. Thêm 3 thân, 4 thân ngắn hơn ạ. Tổng cái giò này nó rơi vào khoảng bao nhiêu rồi? Rơi vào 5 thân luôn rồi cô chú anh chị nhé. Cái giò này em bán 350.000. Đó. Ba mấy cái thân 4 thân ngắn này về cô chú anh chị chăm đến sang năm rồi. Sẽ phải vươn dài như vậy hết đây. Tiếp theo là hình số 16. Hình số 16 này là một giò trầm rồng 2 thân. Dạ. 2 thân như vậy đây. Giò này em xin phép bán với giá 420.000. Sang bên này là giò dáng hương đuôi cáo này. 17 là dáng hương đuôi cáo, giò cáo thuần.
cây đang phát triển lá rất là khỏe, thuần rất là lâu rồi, lá căng mướt luôn. Cái giò này có tổng tất cả là 7 ngọn nhá, quý anh chị nhá. 7 ngọn, rất là khỏe, đẹp, cây không bỏ lá chân. Giò này em xin phép bán với giá 17, với giá là 380.000. Và giò số 18, đây cô chú anh chị nhìn cho em tổng thể ạ. Năm vừa rồi có một cái vòi hoa dài tít tắp luôn, hàng lá xếp đẹp như thế này cơ. Có 3 ngọn quá đẹp luôn đúng không ạ? Đó, cô chú anh chị nhìn cho em, 3 ngọn xếp nhưng cái ngọn này quá là giá trị luôn đây cô chú anh chị. 2, 3, 4, 5, 6, 7 cặp lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6 cặp lá. Một bên 6, một bên 7 cặp lá. Đều là những cây lá xếp, một giò cáo lá xếp 3 ngọn đẹp như thế này. Giò này em xin phép bán với giá chỉ 260.000 thôi. Giò tiếp theo, hình tiếp theo, hình số 19. Cũng là 3 ngọn cáo lá xếp đấy ạ. Cây nào cây đấy bản lá to, dày đẹp nhá. Hình này em bán 260.000. Tiếp theo hình số 20. Một phần cáo rời, có tất cả là 10 cây cáo. 10 cây cáo rời ở hình này em xin phép bán với giá 180.000. Và hình số 21 có 9 cây cáo rời. 9 cây cáo, trong đó có cây này rất là to luôn cô chú anh chị này. Đó, có 9 cây cáo to đẹp như vậy với giá 180.000. Hình số 22. Hình số 22 này thì nó có bao nhiêu cây nhỉ? Hình số 22 tổng là 6 cây cô chú anh chị nhé. 6 cây 180.000. Hàng này thì cô chú anh chị có thể thấy là những cây cáo này thì hiện tại là đang không có mưa, nên là cây cũng có những cái tình trạng là tóp lá như thế này. Nhưng mà về cô chú anh chị ngâm và xử lý thì nó sẽ hút dưỡng chất rất là mạnh luôn. Tiếp theo là hình số 23. 13 cây cáo 180.000. Hình số 14, à hình số 24. Hình số 24. 15 cây cáo 170.000. Cô chú anh chị có thể nhìn thấy là cái tỷ lệ dập lá gần như là không có, gãy ngọn thì là không cô chú anh chị nhé. Tiếp theo là hình 25. Hình 25 đây, toàn bộ hình 25 có 7 cây cáo to như vậy với giá 180.000. Và hình 26. 26 đây, một cặp đôi mẹ con rất là to luôn. Rồi, thêm đây cũng là một cặp đôi nữa. Dạ, thêm một cặp đôi đây nữa nhá. Cây này này. Đó, một cặp đôi nữa. Hai cặp đôi. Và thêm hai cây cáo rời. Tổng tính tất cả là thành 6 cây đúng không ạ? Hình này em xin phép bán với giá là 180.000 cho hình này. Tiếp theo là hình số 27. 27 có 17 cây cáo tất cả, giá 170.000. Và hình 28, một phần cáo có những cây cáo to khủng luôn. Như cây giữa này thì rất là khủng ạ, to lắm. Bao nhiêu nhỉ? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cặp lá luôn cô chú chị ạ. Và có một cây này, cây một mẹ hai con nữa này. Phần cáo này em xin phép bán với giá 190.000. Tiếp theo hình 29. Hình 29 cũng là một phần cáo cây to rất là đẹp luôn. Đây này, cô chú anh chị này, quá to đẹp luôn. Những cây xếp V nữa này. Hình này có tổng tất cả là 8 cây cáo, quá đẹp luôn. Hình này 180.000 ạ. Rồi hình số 30. Có 13 cây cáo. Tổng 13 cây cáo. 180.000. Và hình số 31, 22 cây cáo ạ. 22 cây cáo 170.000. Và sang bên này là hình 32, là một cái giò phi điệp tím hàng rừng. Phi điệp tím hàng bắc rừng nhá quý anh chị nhá, thân xanh. Với giá em bán 300.000 cho cái thân này. Sang bên này sẽ là những cái phần phi điệp tím hàng gieo hạt. Là điệp tím của hàng gieo hạt cô chú anh chị nhá. Mặt hoa thì rất là đẹp, xuất sắc luôn. So với điệp rừng thì hoa này nó đậm màu hơn và hồng rất là đẹp luôn. Và nói chung là đã là hàng gieo hạt thì người ta sẽ bao giờ cũng sẽ chọn những cái mặt hoa rất là đẹp để mà người ta gieo đúng không ạ? Và hàng này thì phải nói là rất là trâu bò luôn. Ngoài cái sức sống, ngoài cái vẻ đẹp của hoa thì cái sức sống của nó rất là dai, bền bỉ, dễ thuần, dễ chăm cực kỳ luôn cô chú anh chị này. Em có cái hình số 33 này với giá 200.000. Và hàng này thì sang xuân cô chú anh chị có quyền ngắm hoa luôn nhé. Bông hoa to, sai hoa, rất là sai hoa luôn, hoa ra đều tăm tắp luôn cô chú anh chị ạ. Hình số 33 200.000. Và hình số 24. Hình số 34 chỉ với giá 170.000 thôi, hai mầm to đùng luôn. Hình số 35. Đây, 35 cô chú anh chị cũng được một dề điệp rất là đẹp như thế này để ngắm hoa, chỉ có 180.000 thôi. Và hình số 36.
36 170.000. Đây này. Nói chung là hàng rừng hay là hàng gieo hạt thì nó cũng là một cái nguồn gốc từ rừng đúng không ạ? Và đã chơi một cây lan thì khi mà mình được ngắm một cái bông hoa đẹp thì nói chung là rất là thích. Mà không nhất thiết phải là phân biệt là hàng rừng hay là hàng gieo hạt hay như nào, theo quan niệm của em như thế. Được ngắm một cái bông hoa đẹp thì phải nói là cảm thấy là rất là thư giãn và cảm giác rất là tuyệt vời luôn. Cái hình tiếp theo, hình số 18, à, hình số 37, 4 thân này. Em bán hình này với giá là 180.000 và hình số 38 130.000 thôi này. 130.000 thôi cô chú anh chị nhé. Được thân này đẹp, thân này thì hơi xấu một tí đây. Và hình số 39 180.000 đây cô chú anh chị này. Thân cả thân lá quá đẹp luôn. 180.000 cho hai một dề này có 3 mầm như vậy. Hình số 40. 40 này chỉ 160 thôi cô chú anh chị này. Hình số 41 hai thân quá nủ đẹp luôn. Hình này 160. Và hình số 42. Hình số 42 đây, cái thân này dài chắc phải tầm 40 cm rồi, hai thân dài đẹp như vậy. Hình số 42. Hình số 42 này 170.000. 170.000. Và hình số 43 có hai mầm rất là to luôn. 43 hai mầm rất là to như thế này. Em bán là 160.000 thôi nhá. 160.000 cho hình số 43. Dạ, hai mầm to nù luôn. Hình số 44, dề 44 đây. Dề 44 này em bán với giá là 150.000 thôi ạ. Hình 45 200.000. Hình 46 46 140.000 thôi, quá tuyệt vời luôn cô chú anh chị này. Một dề điệp đẹp như này có 140.000. Và hình tiếp theo, hình số 47 140.000. Hình số 48 hai thân rất là nù luôn cô chú anh chị. To gần bằng cái ngón tay của em luôn đúng không ạ? Hai cái thân này em bán 180.000. Và hình số 49. Hình số 49 đây, đây là toàn bộ phần điệp hình 49 với giá 180.000. Hình 50. Hình 50 180.000, 3 mầm. Và hình số 51. 51 là một giò điệp thuần. Giò điệp thuần này thì một cái chân này này, một cái cây này thì nó bám dễ chắc, cây này không bám dễ chắc lắm đâu cô chú anh chị nhá. Đấy, rất là lỏng lẻo luôn. Bám vào cái phần than đi và nó hơi bung lên một tí. Đấy, em phải nói rõ như thế để cô chú anh chị khi mua để ý cho em. Và cái hình này thì có hai cái mầm rất là dài, phải dài trên 30 cm rồi. Và cây vẫn còn đang đi ngọn rất là tuyệt vời. Hàng này thì em lấy nhập những cái cây ở hàng rừng về và cũng chưa biết mặt hoa cô chú anh chị nhá, ngang bằng hàng rừng luôn. Hình 51 này 400.000, 400.000 thôi cho hai mầm rất là đẹp như vậy. Hình số 52. Cô chú anh chị nhìn cho em. Đấy, cũng trong tình trạng như cái thân bên kia. Nên cô chú anh chị, nếu mà như là muốn giảm cước thì có thể em nhổ lên cho cô chú anh chị về tự chăm lại cũng được, không sao nhé. Có 3 mầm đẹp như vậy chỉ với giá là 450.000 thôi. Đó, tính ra mỗi mầm chỉ vào 150.000 đúng không ạ? Là mỗi một mầm này thì đều dài từ trên 25 cm trở lên hết rồi. Và cũng còn, vẫn còn đang đi ngọn rất là đẹp. Một giò giả hạc Hawaii duy nhất xinh lắm luôn. Chú anh chị này, duy nhất một giò giả hạc Hawaii này với giá chỉ 340.000. Đấy, cô chú anh chị em dám khẳng định không nơi nào cô chú anh chị mua được giò giả hạc Hawaii đẹp như thế này mà lại rẻ như thế này đâu nhá. Giò này ít nhất nơi khác người ta phải bán 400.000 ạ. Sang bên này là những cái chế phẩm và vật tư dành cho hoa lan. Chế phẩm dành cho hoa lan bên em có Atonic này, 40.000 à 10.000 cho một gói. B1 Thái với giá là 30.000 cho một lọ. Siêu da dễ N keo liền da Mỹ Tiến 40.000 cho một lọ. Và siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Và cái duy đỏ 60.000 cho một ống. Duy xanh 50.000 cho một ống. Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp. Và cái cắt tan này đặc trị thối nhũn và hiệu quả ngay sau một lần sử dụng. Với giá 35.000 cho một gói thôi. Cái hàng này là trị thối nhũn của hàng Thái nhé. Và cái tiếp theo đó là cái Chicho Đề Ma, phân bón vi sinh kháng nấm rất là hữu hiệu. Cái dòng này một gói như vậy là cái khối lượng của nó là 100g đấy ạ. Em bán 20.000 cho một gói này. Và bả sen một gói to như vậy với giá 20.000 cho một gói. Bả sen 20.000 cho một gói. Và cái Super Thai, cái hormone tăng trưởng và nhiều tác dụng rất là tuyệt vời. Em bán 85.000 cho một cái lọ Super Thai này.
Và ngoài ra thì em có thêm các loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá 35.000 cho một 30.000 cho một lọ thôi nhé. Và các loại phân bón lá NPK cũng có 3 loại dành cho 3 giai đoạn phát triển của cây, đồng giá cũng 30.000 cho một lọ. Dây buộc lan một cuộn dài với kích thước chiều dài 100m. Có dao cắt là lưỡi nhôm, là cái lõi bằng nhôm nhé. Rất là tiện cho việc sử dụng khi cô chú anh chị buộc ghép lan. 35.000 cho một cuộn này. Và cái bẫy ruồi vàng là 10.000 cho một miếng bẫy ruồi vàng này. Ngoài ra thì em có thêm vỏ thông phân dê, đồng giá 20.000 cho 1kg. Và có chậu nhựa móc treo, dớn đĩa. Dớn đĩa thì 20.000 cho một cái. Có thêm chậu nhựa và móc treo nhé. Và đặc biệt có sản phẩm đó chính là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này ạ. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng này thì 100% chiết xuất từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng. Không có lẫn chất bảo quản, không có lẫn tạp chất. Và một lọ với thể tích là 10ml, đồng giá là 30.000 cho 40.000 cho một lọ nhé. Có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Và cái dạng treo của chúng chị có thể treo trong phòng khách, phòng ngủ hoặc treo trên xe. Nó có tác dụng diệt khuẩn, làm sạch không khí và ngoài ra tạo cái mùi hương rất là tuyệt vời. Còn dạng lăn và dạng nhỏ giọt thì dạng lăn cô chú anh chị có thể lăn trong trường hợp mình bị đau đầu hay là đau cơ. Và cái dạng nhỏ giọt này thì cô chú anh chị cũng sẽ sử dụng để xông tinh dầu hoặc là sử dụng để xoa bóp. Nói chung là về cái thành phần, cái chất lượng nó đều là tinh dầu hồi nguyên chất như nhau, nhưng mà em để trong những cái lọ khác nhau để sử dụng, cô chú anh chị sử dụng thuận tiện trong từng trường hợp cụ thể đó. Thì cái hàng này thì nó có rất là nhiều tác dụng tuyệt vời. Cô chú anh chị có thể sử dụng nó để mà thay cái thuốc sát khuẩn, nó còn có khả năng sát khuẩn rất là mạnh cô chú anh chị này. Cái sắt, ví dụ như là mình có thể sử dụng thay cái dung dịch rửa tay sát khuẩn với cái lượng nhỏ, có thể pha loãng với nước để sử dụng thì cũng rất là tốt. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị cái mặt hàng hiện tại bên cơ sở Lan Rừng nhà em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi clip bên cơ sở Lan Rừng nhà em. Chúc cô chú anh chị và các bạn có một buổi tối thật là vui vẻ và ấm áp bên người thân và gia đình ạ. Em xin phép dừng clip ở đây.